thời pháp tại Chiang Mai. Nhân dịp này, Ngài Phra Achan Upali hào phóng mời Ngài Phra Achan Mun thuyết giảng một thời pháp cho đám đông tụ hội về chùa hôm ấy. Thời pháp của Ngài thật cảm kích vô cùng, làm cho mọi người rất hoan hỷ say mê, và khi chấm dứt, mọi người đều muốn nghe thêm. Đề tài của thời pháp hôm ấy là Amubu Pikatha, chuỗi những thực hành quan trọng đưa đến tiến bộ, bao gồm bố thí, trì giới, tái sanh vào cảnh trời, ảnh hưởng bất thiện của dục dục ngũ trần và lợi ích của sự xả ly, rồi tiếp đến tứ diệu đế. Sau thời pháp, Ngài đảnh lễ Ngài Upali và lui về tịnh thất an nghỉ. Giữa đám đông tụ họp ngày hôm ấy, Ngài Achan Upali hết lời tán dương thời pháp, nói rằng Ngài Achan Mun thuyết giảng thật khéo, thật tuyệt vời, khó có người sánh bằng. Ngài nói rằng thời pháp này phải được gọi là Muttodaya, đưa người nghe tới bình minh của sự giải thoát. Ngài Achan Mun giảng giải đặc biệt tỉ mỉ, cả đến chính Ngài Achan Upali cũng không thể thuyết được như vậy, mà thật thú vị và đầy cảm hứng. Ngài Achan Upali nói, những gì mà nhà sư hành hạnh đầu đà này nói và lối trình bày của sư quả thực kỳ diệu. Sư đã cho chúng ta những lời giáo huấn quý báu và khơi gợi nơi người nghe khát khao được lãnh hội giáo pháp càng cao hơn nữa. Bài giảng đề cập đến những gì chúng ta có xu hướng xem thường, coi là đương nhiên. Sư làm cho chúng ta tự hỏi, tại sao chúng ta không bao giờ nghĩ đến những chuyện như vậy trước khi được Ngài nhắc? Ngài Achan Mun rõ ràng là nhà sư Kamathana, một nhà sư trao dồi thiền tập, là người đang đi trên con đường của Đức Phật với chánh niệm và trí tuệ. Sư không xem thường pháp hoặc lạm dụng giáo pháp như nhiều nhà sư và cư sĩ khác. Sư không đơn điệu mà nhấn mạnh những điểm có ý nghĩa đặc biệt, lý giải những điểm khó hiểu, giải thích rõ ràng, tường tận cho người nghe. Sư thật tài và lối giảng của sư ít người sánh bằng. Về phương diện này, tôi là thầy của sư mà không bì kịp. Có nhiều, rất nhiều điểm mà tôi không thể giải thích, nhưng Ngài Achan Mun thì có thể. Tôi hỏi ý kiến và lời khuyên của Ngài về những điều không rõ, và khuyến nghị của Ngài luôn làm tôi hài lòng. Tôi học được rất nhiều bài học quý giá nơi Ngài Achan Mun. Fra Achan Mun nhận lời mời đi cùng với tôi đến Chiang Mai, có lẽ bởi vì sư thấy rằng đây là một thị trấn nằm trong vùng rừng núi, thích hợp với lối sống ẩn dật của người đạo sĩ du phương. Sư là một vị tỳ khưu có những phẩm hạnh rất hiếm hoi. Mặc dù tôi là bậc huynh trưởng, nhưng thật lòng rất kính phục sư. Và lúc nào sư cũng tỏ vẻ khiêm tốn đối với tôi, đến nỗi lắm khi tôi không khỏi bối rối. Sư sẽ lưu lại đây ít lâu rồi lên đường, tiếp tục cuộc du hành. Tôi không thể thuyết phục sư ở nán lâu dài, vì mục tiêu duy nhất của sư là tìm chân lý cao thượng nhất. Tất cả những gì tôi có thể làm được là tán dương mục tiêu vị tha của sư. Lúc nào cũng tận lực cố gắng để trong một tương lai gần có đủ khả năng giúp chư vị tỳ khưu và thiện tín cư sĩ một cách hữu hiệu hơn. Quý vị nào quan tâm đến hành thiền, có thể đến gặp sư, quý vị sẽ không thất vọng. Nhưng có một điều quý vị nên nhớ là chớ nên quấy rầy sư với những chuyện mê tín dị đoan. Sư sẽ quở trách quý vị về những câu chuyện cuồng si như vậy. Sư chỉ thực hành và giảng dạy giáo pháp của Đức Phật và sẽ không dẫn dắt ai đi lệch ra khỏi đạo lộ. Tôi có thảo luận với sư về giáo pháp và đã được thuyết phục về những điều kỳ diệu mà ngày nay không thể học hỏi với ai khác. Tôi rất khâm phục và kính nể Phra Achan Mun, mặc dù không nói ra với sư, nhưng tôi biết chắc rằng thật sự sư đáng tôn kính là một vị thánh đệ tử trong ý nghĩa cao đẹp nhất của từ đó. Chính sư không bao giờ nói gì về sư, nhưng trong câu chuyện không chính thức, khi không có mặt ai khác, lối thông hiểu và giải thích rất rõ ràng, sáng tỏ, minh bạch, hiển nhiên thấy sư đã chứng đắc đến tầng thánh thứ ba,
Bất Lai hay Anaham. Tất cả những gì sư giải thích và làm sáng tỏ đều phù hợp với kinh điển. Lúc nào sư cũng khiêm tốn và tôn kính tôi, không bao giờ thiếu tôn kính hay tỏ thái độ kiêu hãnh. Nhìn bề ngoài của sư, người ta có thể tưởng sư là một mảnh giải rách vô dụng. Cảm tưởng mà sư gieo trồng nơi tôi là niềm cảm mộ tôn kính thâm sâu. Nhóm người tụ hội hôm ấy chưa bao giờ biết đến Ngài Ajahn Mun. Sau khi thời Pháp chấm dứt, Ngài Ajahn Upali nhân cơ hội giới thiệu với thính giả và cũng tỏ lời ca ngợi Ngài. Lúc bấy giờ, Ngài Ajahn Mun đã trở về tỉnh thất, không có ở đó. Và vị tỳ khưu hiện diện trong số thính giả thuật lại cho Ngài nghe những gì Ngài Upali đã nói. Và về sau, Ngài kể lại cho một nhóm đệ tử thân cận. Một cuốn sách nhỏ được phát trong lễ hỏa táng của Ngài Pra Ajahn Mun có tiểu sử ngắn gọn và những bài giảng của Ngài được gọi là Muttaraya, bình minh của sự giải thoát, là lấy từ tên gọi Ngài Upali đặt cho bài pháp của Ngài trong sự kiện này. Được biết rằng, Ngài Pra Ajahn Mun lưu ngụ trong vùng rừng núi Hoang Du của Chiang Mai trong thời gian 11 năm, từ 2472 đến 2483 Phật lịch, 1929 đến 1940 dương lịch. Sau đó Ngài về Udon Thani theo lời thỉnh cầu của Ngài Fra Damasetiya, chùa Wat Bodhisattvan. Chuyện này sẽ được kể tiếp ở sau. Chiến đấu một mất một còn để thành tựu mục tiêu cuối cùng. Sau khi ngủ tại Wat Chediluang, Chiang Mai một thời gian, Ngài giả từ Ngài Pra Ajahn Upali và ra đi, tiếp tục sống đời đạo sĩ du phương tại một nơi rừng núi hẻo lánh của thị trấn này. Ngài đi đơn độc một mình. Giờ đây là cơ hội tốt nhất để tăng cường nỗ lực chuyên cần tinh tấn, những cố gắng đã phải gạt lại để giúp đỡ người khác. Từ giờ không còn gì phân tán chú tâm, và do vậy ngưng trệ cố gắng của Ngài. Những nơi hoang du vắng vẻ mà Ngài lưu ngụ vào lúc ấy có vùng rừng núi của quận Mát Rim và Chiang Giao cùng với những nơi khác, và Ngài ở cả trong mùa mưa lẫn mùa nắng. Đây là cuộc chiến đấu một mất một còn, hoặc chết hoặc thành tựu mục tiêu cứu cánh. Ngài đã dành đủ thời giờ để giúp đỡ người khác. Giờ đây là lúc phải tự trau dồi để phát triển nội tâm, để tự hoàn thiện. Lối sống kết hợp với người khác tràn đầy đau khổ và có nhiều gánh nặng. Chỉ phải nương nhờ niệm và tuệ mới có thể phần nào vơi bớt đau khổ. Dù sao, gánh nặng vẫn còn đó để làm giảm thiểu kết quả của sự cố gắng. Giờ đây, Ngài Ajahn là một người đơn độc trong khu rừng Hoang Du. Nơi đây, Ngài phải tận lực cố gắng và quyết chiến đến cùng để thấu đạt nguyên nhân của sự trở thành, của sanh ra và những đau khổ khác. Tâm còn lo âu về những sự việc hay bận rộn về những người khác, cũng giống như ghe thuyền phải chở quá đầy, sớm muộn cũng sẽ phải đắm chìm dưới nấm mồ biển cả. Với một cái tâm như thế, ắt không hy vọng thành đạt tình trạng chấm dứt đau khổ. Tâm từ hướng về người khác giờ đây phải tạm thời chấm dứt. Trong khi chiến đấu để thành đạt mục tiêu cuối cùng, tâm từ cho người khác phải diệt đi, vì nó sẽ ảnh hưởng tới chính mục tiêu ấy. Đã nguyện bước theo dấu chân của Đức Phật, người mà hạnh tinh tấn không ai bì kịp, thì bắt buộc phải tìm hiểu cách thức và phương pháp của Ngài để noi đúng theo chánh đạo. Một khi đã viên mãn hoàn thành công phu trao dồi nội tâm, ta có thể giúp người khác hữu hiệu hơn nhiều. Thời cơ đã đến để quyết liệt xông pha vào cuộc chiến giữa ô nhiễm và đường lối thực hành giáo pháp. Trong thời gian qua, tâm đã bị hai bên, ô nhiễm và giáo pháp, giằng xé. Đến giờ thì chỉ còn một bên được sở hữu tâm hoàn toàn. Nếu kém tinh tấn và thiếu trí tuệ, tâm sẽ hoàn toàn là nô lệ của ô nhiễm.
và chắc chắn sẽ lái tâm tới đau khổ không sao kể xiết trong dòng sanh tử. Nhưng nếu tinh tấn và trí tuệ phát triển đầy đủ, tâm sẽ là giáo pháp và giáo pháp sẽ tuyệt đối thuộc về hành giả như một kho tàng vô giá. Đã đến lúc để đánh một đòn quyết định, dù sống hay chết cũng quyết phải tận diệt ô nhiễm. Nếu không thể chiến thắng, hãy để cho thân này chết trong cố gắng. Kẻ chiến bại thà phải bỏ xác hơn là chịu nhục và chắc chắn sẽ bị ô nhiễm cười chê, chế giễu. Đó là cách Ngài Phra Ajahn Mun thỉnh thoảng tự cảnh giác và tự khích lệ trong khi đơn độc giữa rừng hoang ở Chiang Mai. Cuộc sống của Ngài ở đây được kiểm soát chặt chẽ trong một thời khóa biểu nhất định, không thay đổi. Chuyên cần tinh tấn suốt ngày, suốt đêm, bất cứ lúc nào, trong mỗi cử động của thân và trong mỗi giây suy nghĩ. Trong suốt thời gian, niệm và tuệ luôn luôn quán chiếu và suy tư mỗi khi có sự tiếp xúc bên ngoài và lăng tăng bên trong. Không có gì, tuyệt đối không có gì lọt được vào bên trong hàng rào niệm và tuệ, vốn đã tiến đến tầng bánh xe của giáo pháp, tự nhiên, tự động và liên tục không gián đoạn. Câu chuyện về cuộc chiến đấu của Ngài được chính Ngài tường thuật, làm người nghe vừa kinh ngạc vừa nín thở. Tất cả mọi người đều sững sờ khi nghe câu chuyện can đảm và đơn độc chiến đấu giữa rừng. Không có sự trợ giúp hay khích lệ nào của bất kỳ ai hay bất kỳ cái gì, ngoại trừ chính đức hạnh chuyên cần tinh tấn của Ngài. Quả thật tuyệt diệu và đầy kinh ngạc, làm cho người nghe có cảm tưởng như cánh cửa đã mở ra cho họ, để họ có thể chứng ngộ Niết Bàn. Và chính vào thời điểm thực tế trong câu chuyện, Ngài đang tiến đến thành tựu mục tiêu cuối cùng với toàn bộ tốc lực. Đại niệm và đại tuệ. Ngài Ajahn nói rằng, tâm Ngài đã vững chắc đạt được từ lâu trong tầng thánh quả thứ ba, Anaham quả. Nhưng vì phải đảm nhận nhiều bổn phận giáo huấn và đào luyện đệ tử, Ngài không có thời gian để gia công thành tựu tầng thánh cuối cùng. Ngài đã hoàn thành khi lần này đơn độc du hành trong vùng rừng Chiang Mai với nhiều điều kiện thuận lợi. Môi trường và khí hậu đặc biệt thuận lợi, cơ thể vật chất và tâm trí dồi dào, sẵn sàng để hỗ trợ cho bất kỳ mức độ tinh tấn nào, tâm tỉnh giác và sẵn sàng. Giáo pháp tối thượng dường như đã sẵn sàng ló rạng ở chân trời và sự chấm dứt đau khổ không còn xa. Cuộc chiến tiến dần đến giai đoạn kết thúc, người khát khao giáo pháp dồn được con cáo ô nhiễm vào một góc tường. Giờ đây, các ô nhiễm đã kiệt sức và bị dồn vào đường cùng, chỉ chờ ngày chết, khi người khát khao giáo pháp nhảy tới và tận diệt chúng. Mặc dù đây chưa hẳn là kết thúc cuộc chiến, nhưng kết quả không thể thay đổi nữa. Đến giai đoạn phát triển này, tâm đã kiên cố trang bị với cái có thể gọi là đại niệm và đại tuệ, luôn hoạt động và không giảm sút, mặc dù không quyết tâm cố gắng để kiểm soát. Một cách tự động, tự nhiên và liên tục, đại niệm và đại tuệ hoạt động nhanh chóng và hiệu quả khi đối phó với những hoàn cảnh bên ngoài hay bên trong. Mọi sự đều được kiểm tra và quán chiếu rồi buông xả để chúng về nơi của chúng. Có sự khác biệt rõ ràng với những giai đoạn phát triển ban đầu khi mà niệm và tuệ cần phải cố gắng trau dồi và kiểm soát. Và dù đã tận lực chuyên cần, sự tiến bộ vẫn giống như sự tiến bộ trong trò chơi rắn và thang của trẻ con. Lúc thì nhanh chóng nhảy vọt lên cao, rồi lúc khác lại tụt qua ổ rắn, về nơi mà nó bắt đầu trò chơi từ bao lâu rồi. Có làm hay không làm điều này hay điều nọ, và hiểu biết và lý do để suy nghĩ điều này hay điều nọ vì lý do này nọ, và cách để xử lý điều này điều nọ một cách hợp lý, tất cả đều trọn vẹn nằm trong đại niệm và đại tuệ. Không cần phải cố gắng một cách có ý thức, nó tự động phát khởi, bởi vì ngoại trừ khi ngủ, ngày đêm từng giây từng phút, lúc nào nó cũng hoạt động, giống như mạch nước không ngừng rỉ thấm vào giếng, nên giếng không bao giờ cạn.
Ngài luôn luôn quán chiếu các duyên cho cảm giác, sự ghi nhớ hay hồi tưởng, sự hình thành suy nghĩ và ý thức, bản chất tự nhiên của chúng được mũi tên niệm và tuệ xuyên thấu. Còn sắc uẩn thì đã mất hết ý nghĩa của một đề tài quán chiếu vì Ngài đã chứng đắc tầng thánh bất lai. Bốn uẩn phải được quán chiếu tường tận và đầy đủ khi chúng biến chuyển xuyên qua ba giai đoạn sanh, trụ và diệt. Tất cả đều dựa trên nền tảng vô ngã. Không có thực thể nguyên vẹn thường còn gọi là đàn ông, đàn bà và thú. Xin lặp lại, không có đàn ông, đàn bà và thú. Tôi, anh đó, chị kia, chúng tôi, chúng nó, hay bất luận uẩn nào trong bốn uẩn, nói chi đến sắc uẩn thô thiển. Chân lý này phải được chứng ngộ rõ ràng qua hiểu biết xuyên thấu hay tuệ giác, chứ không phải chỉ bằng trí nhớ hay hiểu biết học giả. Phải ghi nhớ rằng hai mức độ hiểu biết này cách xa nhau một trời một vực. Hiểu biết bằng cách hồi nhớ ở mức độ trí thức có chiều hướng thổi phồng tự ngã, kích động cảm giác, đưa đến trạng thái tâm rối loạn điên cuồng và tăng trưởng ảo kiến tự ngã. Sự thật này được thấy hiển nhiên trong nhiều buổi thảo luận giáo pháp, thấy có tranh cãi nhỏ mọn, phê bình chỉ trích lẫn nhau và khẩu chiến. Mỉa mai thay, tất cả những cái đó chỉ tạo thêm ô nhiễm, không phải từ bỏ. Mục tiêu của việc thảo luận về pháp phải là để loại trừ ô nhiễm. Nhận thức chân lý bằng cách phát triển trí tuệ trong ý nghĩa cao đẹp nhất của từ này phải đưa đến kết quả làm suy giảm hay loại trừ luôn ô nhiễm, thô và tế, tùy theo mức độ phát triển trí tuệ. Không ô nhiễm nào có thể ẩn núp hay lẫn trốn dưới con mắt lục soát của trí tuệ đã phát triển đầy đủ. Hay đúng hơn là niệm và tuệ là khí giới hữu hiệu nhất để loại trừ ô nhiễm. Chính nhờ trí tuệ mà Đức Phật và các thánh đệ tử có thể thành tựu giác ngộ. Hẳn không phải do sự hiểu biết bằng cách học hỏi, suy tư và ghi nhớ, vốn còn ở tầm mức trí thức, suy tư, biện luận. Nói như vậy không phải cố ý cho rằng nhận thức và ghi nhớ là vô dụng, vì chúng dẫn đường chỉ lối trong những giai đoạn phát triển đầu tiên. Nhưng ngay cả ở những giai đoạn đầu cũng cần phải cẩn thận, không nên lầm tưởng chính đó là chân lý. Chân lý mà Đức Phật và các thánh đệ tử của Ngài tuyên ngôn, ban truyền cho thế gian, bao giờ cũng do sự phát triển trí tuệ, không phải chỉ do tri giác và trí nhớ. Như vậy, điều tối quan trọng cho người Phật tử thực hành giáo pháp là luôn luôn thận trọng với sự hiểu biết bằng trí nhớ, không bao giờ lầm lẫn xem chắc đó là trí tuệ. Phải ghi nhớ rằng, kiến thức trần gian, sự hiểu biết nhờ ghi nhớ, không bao giờ làm giảm suy hay đè nén ô nhiễm, chứ đừng nói đến loại trừ ô nhiễm. Cái tâm bị trí nhớ tràn ngập vẫn còn bị ô nhiễm tràn ngập như trước. Người Thái có thành ngữ nói rằng, một hòn núi kiến thức có thể đè nặng trên mình con người thay vì nâng cao con người lên. Chính vì mục đích muốn khuyến khích người Kalama phát triển trí tuệ mà Đức Phật khuyên dạy họ không nên đặt niềm tin nơi một vị thầy chỉ vì mình suy diễn, ước đoán hay nghe tiếng đồn, vân vân. Ngài khuyên họ nên trước hết tự mình giác ngộ chân lý để có thể tự biết nhờ trí tuệ điều gì thiện và điều gì bất thiện. Sự hiểu biết như thế là hiển nhiên, không cần ước đoán, suy luận hay nghe lời đảm bảo của ai khác. Đối với Đức Phật và chư vị thánh đệ tử, không cần phải tìm kiếm ai để bảo đảm hay để xác nhận kiến thức của các ngài. Chính đặc tính gọi là tự mình chứng ngộ của giáo pháp là sự bảo đảm tính cẩn nhất. Ngài A-chan nói rằng, giai đoạn thực hành này quả thực hấp dẫn và thú vị. Không còn thèm ăn hay ngủ, không còn cảm giác mệt nhọc hay uể oải tinh thần, ngày qua ngày, đêm qua đêm, tâm liên tục chiến đấu với ô nhiễm không chút do dự, lo âu. Ngài không để mất chút thời gian nào. Trong cuộc sống đơn độc giữa rừng, thời gian hoàn toàn phụ thuộc vào Ngài.
Không bao lâu sau khi rời Wat Chedi Luang, Ngài Achan đến một đầm lầy rộng lớn có tên là Nong O. Trong ngôn ngữ Thái Lan, O là một tiếng reo mừng, thể hiện sự đốn ngộ sau một loạt những thử nghiệm và mò mẫm. Đến đây, tâm của Ngài bắt đầu biểu dương năng lực một cách tráng lệ và ngoạn mục, như một tuấn mã vừa được đào luyện tốt và đang hăng hái. Nó lanh lẹ phóng giọt lên, lượn xuống, rồi vượt ra ngoài để thâu nhận tin tức và mục kích ngoại cảnh và những diễn biến trong tất cả những tầng tâm thức, rồi rút trở về, xé tan ô nhiễm bên trong, đào xới tận gốc rễ. Đó là năng lực và cường độ trước kia đã bị giam hãm trong một thời gian lâu dài khi Ngài bận tâm lo giúp người khác. Lúc ấy, tâm bị cầm giữ và gò bó trong những chuyện thế gian với những tập tục cổ truyền. Giờ đây, cửa đã mở ra, năng lực tiềm tàng của nó được thả tự do. Sức mạnh của niệm và tuệ trở nên vô cùng chủ động và năng động. Nó dọt phóng ra ngoài quan sát tam giới và lao trở vào quán chiếu bên trong. Tâm tích cực hoạt động với tất cả năng lực trên mọi phương diện. Lúc thì từ bỏ, khi buông xả, đặt xuống rồi cắt xén, nghiền nát và khoan thủng vào những hấp hẻm ô nhiễm còn lại. Giống như cá kình khổng lồ dũng mãnh, ngụp lặn và biểu diễn đủ trò nhào lộn giữa biển cả mênh mông. Khi nhìn lại, tâm thấy xa xa ló rạng ở chân trời, dần mây đen kịch của tội ác và hiểm họa đang tích tụ một cách hăm dọa, thúc giục tâm chiến đấu thành tựu giải thoát bằng mọi giá. Chăm chú nhìn về phía trước, Ngài thấy ánh sáng vinh quang tỏ rạng, hình như ra dấu chào mừng, sẵn sàng đón rước để vào tận hưởng kho tàng kiến thức vô tận. Ngài Achan thuật lại nhiều hơn nữa về giai đoạn tối quan trọng này trong cuộc đời Ngài, nhưng không thể ghi chép đầy đủ mọi điều Ngài kể trên những trang giấy này. Chứng ngộ cuối cùng. Không bao lâu sau, nhờ sự hỗ trợ của đại niệm và đại tuệ, khi tận lực chuyên cần liên tục thực hành không gián đoạn. Một đêm nọ, lúc về khuya, ngồi trên mặt phẳng của một tảng đá to, dưới một cội cây đơn độc tầng lá xung xuê, bên cạnh đồi núi, Ngài Achan chăm chú hành thiền. Quanh đó là trảng đất trống, thỉnh thoảng có một làn gió hiu hiu nhẹ nhẹ thổi qua, làm tăng thêm phần mát mẻ và thoải mái cho tình trạng tĩnh lặng của cảnh vật. Đây là nơi mà Ngài thường ngồi lúc ban ngày. Tiếc rằng người viết không biết nơi ấy chính xác là đâu vì quên ghi lại tên của cội cây kể trên, luôn cả tên ngọn đồi và châu quận ấy. Tâm của người viết lúc bấy giờ đang say mê với câu chuyện, đến độ không còn nhớ gì đến chi tiết. Mãi nhiều ngày sau đó, sự kỳ diệu của câu chuyện vẫn chưa phai mờ. Người viết cũng tự thấy thương cho mình, không biết có duyên lành thành tựu thế không. Vào lúc ấy, không bao giờ có ý nghĩ sẽ ghi lại cuộc đời của Ngài Achan như đang thực hiện trong hiện tại. Từ chiều đến khuya đêm ấy, Ngài Achan suy niệm về pháp thập nhị nhân duyên. Trong lúc thiền tọa và thiền hành, và theo cả chiều xuôi và chiều ngược, lặp đi lặp lại, rà đi soát lại toàn bộ phạm vi mà vô minh và ái dục cấu hợp để tạo những sắc thái đau khổ khác nhau trong tâm. Đây là điểm then chốt của cuộc chiến giữa Ngài Achan sử dụng khí giới tận diệt của đại niệm và đại tuệ, và vô minh lừng danh khét tiếng về những mánh khóe gian xảo của nó. Vô minh rất thông minh, không chỉ trong những thủ đoạn tự vệ mà còn lanh lợi khéo léo trong chiến thuật tấn công, có thể đột ngột xung kích kẻ thù và gây những hậu quả tai hại khủng khiếp. Và điều này dĩ nhiên từ ngàn xưa, người còn lăn lộn trong vương quốc của tái sanh và tái tử đều phải nằm trong nanh vuốt đầy quyền uy của nó. Tuy nhiên, trong cuộc chiến một mất một còn với Ngài Achan đêm ấy, vị quốc vương quyền uy và xảo quyệt của tam giới đã bị truất phế, không còn ai cứu giúp. Hắn đã bị Ngài Achan dùng vũ khí tuyệt vời của đại niệm và đại tuệ đánh ngã. Quyền thế, cho đến nay là bất khả kháng
đối với người thế gian, sau cùng đã bị Ngài A-chan thử thách và cuối cùng tuyệt đối đánh bại. Theo tường thuật của Ngài A-chan, vào lúc bấy giờ, tam giới hình như rung động với ngưỡng phục và kinh ngạc. Trong nhiều cảnh trời khác nhau, chư thiên đồng thanh reo lên, biểu lộ lòng nhiệt thành tán dương ca ngợi rằng trên thế gian giờ đây có thêm một vị thánh đệ tử của Đức Phật và họ vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, cảnh người có thể không ai hay biết gì đến điều này vì bận lo lợi dưỡng trong dục lạc ngũ trần. Họ không thể biết rằng trong giây phút vừa qua, một người vừa chứng ngộ giáo pháp tối thượng. Sau một lúc, khi tiếng hò reo dần dần lắng dịu, thì còn lại bên trong Ngài sự thanh tịnh tuyệt đối của giáo pháp, làm mát mẻ cả thân lẫn tâm và bao trùm toàn bộ thế gian. Đối với Ngài, đó là sự huyền diệu không thể mô tả cho người khác. Mọi tâm từ và quan tâm giáo huấn người khác giờ đây tạm thời tan biến. Vì giáo pháp ở mức độ này vi tế, thâm sâu và kỳ diệu đến mức đa số mọi người khó lòng hiểu được. Trong một lúc, Ngài do dự không biết có nên truyền báo tin này cho người khác không, vì thọ hưởng một mình những kỳ diệu của giáo pháp thế này đã hạnh phúc rồi. Ngài hết lòng mang ơn Đức Phật, đã chứng ngộ toàn thể chân lý và từ bi ban truyền giáo pháp nhằm mục đích soi sáng con đường giải thoát cho thế gian. Giáo huấn của Đức Phật tuyệt đối là chân lý, không thể nghĩ bàn trên mọi phương diện. Xuyên qua lòng sùng kính biết ơn thâm sâu và rộng lớn, suốt đêm Ngài rất cảm kích tưởng nhớ đến các ân đức của Đức Phật. Giáo pháp thâm diệu đến mức độ, nếu thuyết giảng chỉ làm cho người đời nặng lời phê bình chỉ trích, và kết quả là chỉ có chiều hướng làm mất lòng hơn là có thể giúp ích người khác. Đó là những suy nghĩ tạm thời thoáng qua trong tâm Ngài liền sau khi vừa khám phá ra giáo pháp tối thượng. Sau giây phút cảm nhận như thế, Ngài nới rộng bối cảnh, ôm nhìn trở lại việc tu tập của mình và xem xét khả năng của người khác. Con đường của Đức Phật là cho tất cả những ai giống như Ngài muốn và dám chịu đựng mọi thử thách. Trên thế gian còn nhiều người như vậy. Từ khi Đức Phật tuyên ngôn ban truyền giáo pháp, đã có vô số những vị đệ tử có đủ khả năng lĩnh hội và thành tựu giáo pháp ấy, trong khi Ngài còn hiện tiền và sau khi đã viên tịch. Chỉ sau khi nghĩ lại như thế, Ngài quyết định truyền giao lại bức thông điệp của Đức Phật đến tay những ai thành tâm và tôn kính lắng nghe. Không lợi ích gì khi dạy cho những người không chịu nghe hoặc chịu nghe một cách hờ hững, không tôn kính cũng không chú tâm, xem thường giáo pháp. Chỉ sau khi chịu được một loạt đau khổ, giáo pháp tối thượng mới toàn thắng. Như vậy, thật vô ích khi hòa tan giáo pháp vô giá trong đại dương, cũng như ta ngâm cho ta một món đồ không giá trị. Giáo pháp được tuyên ngôn cho người muốn nghe. Lương y biên toa cho thuốc là nhằm trợ giúp cho người bệnh tật qua khỏi khổ nhọc đau nhất. Ngày nào mà bệnh nhân còn muốn sống với cơn bệnh của mình thì còn làm ngơ với những lời khuyên của lương y. Người sống trong giáo pháp lúc nào cũng tự thấy đủ và có thể cảm thấy thanh bình hạnh phúc trong mọi trường hợp, vì người đó không phụ thuộc vào ai để có sự yên ổn và an lành. Không có gì có thể làm bận rộn hay phiền lụy một tâm hoàn toàn thanh tịnh và bất lay chuyển. Vì vậy, Ngài A-chan thích sống phần lớn trong rừng hoang. Thỉnh thoảng, tùy trường hợp, Ngài giúp đỡ người khác khi hoàn cảnh cho phép. Nơi nào có giáo pháp, nơi đó có an lạc và hạnh phúc. Khi tâm là giáo pháp, thì tự nó là hạnh phúc và an lành. Phải chiến đấu để tìm những kết quả bên ngoài, chỉ tạo thêm đau khổ cho mình. Điều này làm cho Ngài A-chan rất cẩn thận trong khi thuyết giảng giáo pháp, chứ không giảng cho ai cũng giống ai. Lúc nào cũng làm theo phương thức và đường lối giảng dạy của Đức Phật. Đó là kim chỉ nam hướng dẫn đường lối chỉ dạy của Ngài. Và đó cũng phải là kim chỉ nam cho các Phật tử khác để tự nhắc nhở mình tuân theo giáo pháp của Đức Phật và thâu gặt trọn vẹn lợi ích trong hiện tại và trong tương lai.
suy ngẫm thêm về những phương thức và đường lối giảng dạy và thực hành. Ngài A-chan quán chiếu trở đi trở lại giáo pháp tối thượng đã rọi sáng cho tâm Ngài. Đây là giáo pháp đầy đủ và trọn vẹn, nhưng cũng đột ngột, không thể đoán trước, không thể tưởng tượng và không thể mô tả. Ngài cảm thấy như đã chết đi và tái sanh, nhưng đây là sự chết rồi sanh vô cùng tuyệt diệu, không thể so sánh như những gì đã được biết. Trí tuệ thâm sâu và huyền diệu phát sanh với kiếp sống mới và tuyệt vời này chưa bao giờ Ngài biết và mơ ước tới, mặc dù nó vốn thuộc về chính tâm. Hào quang rọi sáng cho Ngài quả thực vô cùng huyền diệu, hết sức lạ thường, nên lúc đó Ngài không nghĩ là có ai có thể thấu đạt giáo pháp vừa thâm sâu vừa lạ thường như thế.